Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Stegui đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, mình sẽ cùng với mọi người săn một cái lỗ bài mà phải gọi là cực kỳ nhiều năm yêu thích luôn á, đó chính là xây bài tự động. Hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là Rakan, Volibee, Lee Sin các kiểu á. Và mình cũng sẽ roll kiếm full tướng 3 vàng 2 sao càng nhiều càng tốt luôn ở tầm level 5 như thế này. Hiện tại là mình cũng đã tích được một lượng vàng, đó chính là gần 50 vàng nha, ở tầm level 5. Vì lúc đầu game mới tận bây giờ là mình chơi kiểu mà chủ thua mọi người à. Bán hết tướng luôn, Echo trắng 54 vàng nè, hai Lee Sin, hai Volibee cũng như là Rakan. Bây giờ mình sẽ bắt đầu roll nha. Có một tướng 3 vàng nào á là mình sẽ bít hết luôn. Càng nhiều tướng 3 vàng 2 sao á là càng tốt nha. Đây roll luôn mọi người ơi, Olaf nè, Lee Sin 2 sao nè, Jerry Varus, Lee Sin. Ui, hai con Lee Sin 2 sao luôn nè mọi người à. Volibee 2 sao, Silas 2 sao luôn. Wow. Roll hơi bị hơn nha. Olaf nào, Hecarim mà. Olaf, không ra rồi. Nhưng mà cũng tạm được ha. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình đó là tại sao mình lại biết trước được cái lỗi xe bài nó sẽ ra. Cái này thì mình chịu cho mọi người á, chỉ cần nó ra á thì mình chơi thôi. Còn nếu như mà nó không ra nha là mình bắt buộc phải đầu hàng và chơi một cái ván khác. Nên đây là cái lý do mà mọi người thấy mình chơi rất là nhiều ạc luôn á. Mình đi săn lỗi mà mọi người á, săn lỗi bạc, lỗi vàng và cái lỗi kim cương nữa. Nên nhiều khi mọi người thấy mình chơi nhiều quạt á thì cũng thông cảm giúp mình nha. Hôm nay là top 1 100 máu à, mình thắng luôn nè. Ảo ma là chơi đà thế nhờ. Từ đầu game tận bây giờ thu sắp mặt luôn, gọi là eco trắng luôn á mọi người. Còn đúng 56 máu và tầm ra 3 chấm nè. Xoay bà nào. Ây da, không ra rồi. Nhưng mà mình vẫn còn một cơ hội nữa nha, đó chính là một lần xoay lõi. Có ra không đây? Chỉ cần ra là mình đổi đời luôn mọi người à. Thật sự là cái tỷ lệ ra cái lõi xoay bài này rất là thấp luôn á, mình nói thiệt. Ra những cái lõi như là khổng lồ hóa nè, hoặc là những cái lõi bạc khác á, nó cực kỳ dễ luôn nha. Nhưng mà riêng cái lõi xoay bài này mình nói thiệt với em luôn á, săn phải gọi là siêu khó luôn. Bảy cái riêng vào nè. Đây rồi. Cuối cùng cũng ra nè em ơi. Mình nói thiệt, mình săn 3 ngày rồi luôn á nha. 3 ngày á mọi người á, mới ra được á. Tỷ lệ ra nó hơi bị ảo. Nếu như mà hơn á thì một ngày có thể ra được 2-3 cái. Còn mà xui á, cả tuần không ra là chuyện hết sức bình thường. Xoay luôn nha. Được cái gì đây? Hai con Seiya, Hecarim và Banthorn 2 sao. Và kèm theo đó một con Soraka 1 sao ở tầm level 5 như này thì bú liền, lắp đồ luôn cho em nói nha. Cái này thì dấp lửa luôn đi. Mình đang có một cái thì vàng nè, chưa biết lắp cái gì cả. Thì lúc đầu game mình cũng đang có một lỗ vàng á, tên là Nguyên Tố Luân, nó sẽ hồi lại cho mình tận là 40 mana luôn. Nên mình lắp đồ cho banh thôi nha mọi người á, tại vì Seiya rồi Hecarim với lại là Soraka các kiểu á là nó là tướng cuồng long và Soraka nó không có gây sát thương được. Seiya với lại là Hecarim á là nó là nộ mà mọi người á. Cái Nguyên Tố Luân này nó hồi lại hơi phế. Lắp đồ cho banh thôi luôn, carry có gọi là hết nước chấm. Ra siphon luôn quá ta. Mà tầm này cái form bài đội hình của mình nó thì lại không còn siphon lắm mọi người ơi. Nếu như mà bỏ siphon vào là tốn tận 2 slot luôn. Mà bỏ mấy con tướng 4 vàng 2 sao nào ra thì nó lại phí quá. Mà cũng ảo quá, với tỷ lệ chỉ có 2% thôi mà tự ra siphon nó lên vào 5 luôn nè. Mình đang còn dư một cái thì vàng với lại là một cái dấp lưới à. Lắp được ống kỳ sĩ cái nên lắp luôn không ta. Đang hít Karim nè. Cái form bài này thì chắc chắn là mình sẽ hướng tới là Seiya carry rồi với Seiya ban hội hóa hình. Chắc chắn rồi mọi người ơi. Ra hai con Seiya 2 sao như vậy á thì tỷ lệ lên được Seiya 3 sao nó phải gọi là 99.99% luôn á. Không phải là mọi người hơn đâu, chỉ cần lên level 8 trước người ta nha, mình roll là chắc chắn ra luôn. Tại vì tướng 4 vàng á là có 12 con à, mà mình đang giữ là 6 con rồi. Nên những người nào mà muốn chơi Seiya phải là roll cực kỳ hơn luôn thì mới ra được Seiya 2 sao nha. Còn mình thì một mình một vật mà chơi cái form này thôi mọi người. Một mình gọi là một bầu trời chơi thôi. Cái sẵn cái form bài có Hecarim với Seiya 2 sao như thế này mà còn không bú Seiya ban hội hóa hình nữa thôi chứ. Rồi đi chờ cái Seiya luôn. Lậm liền, hốt liền. Có găng luôn nè. Đồ ngon anh em ơi, hốt liền. Mình xin nhá. Ok liền. Thì lịch đăng video của mình nó sẽ là hai cái một ngày nha. Một cái là về meta, một cái là về đồ dị cũng như là thử thách đó. Mọi người nào muốn xem thêm thì hãy cứ bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất nha. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Và anh em nào mà có ý tưởng gì hay và muốn mình thực hiện hãy cứ bình luận ở phía dưới. Thật sự là những bình luận của anh em mình đọc hết tất cả, không chừa một cái nào cả. Từ bình luận khen, chê,
góp ý hay là đưa ra ý tưởng nha, là mình đọc hết và mình sẽ cố gắng mình thực hiện một cách sớm nhất. Đây, Say Yeah ở level 5 nha mọi người, cấp 7 con rồi. Wow, cái này mà mình chỉ cần có thêm Hakeneko nữa thôi là bú rồi đấy. Cái trận này mà hơn đó, nó xây bài ra cho mình là 3 con Say Yeah 2 sao. Thì cái việc lên được Say Yeah 3 sao ở level 5 là chuyện hết sức bình thường luôn. Tại vì mình nhớ không nhầm ở trước đó là mình đã có đăng một cái video là JC 3 sao tại level 5 rồi nha. Mình lên được full bang tướng, lộn 5 tướng 3 vàng 2 sao mọi người à. Và xây bài ấy, nó ra cho mình là 3 con JC 2 sao. Và cứ thế là up JC 3 sao thôi. Thì cái chọn là mình tắt máy đi ngủ luôn á. Tại vì JC 3 sao ở level 5 như thế này thì chỉ cần ghép đồ cho nó và chơi thôi thì chắc chắn top 1 luôn. Tắt máy đi ngủ là chuyện là bình thường luôn. Để xem thử cái loại thứ 3 hay là điểu rồng thần đó, nó có ra cho mình cái loại nào ngon ngon nữa không đây. Và bữa giờ mình chơi tỷ lệ ra rõ kim cương thì hiếm đó nhờ. Thật sự rất là hiếm ra luôn á. Trận nào hên lắm thì mới ra được thôi. Nếu như mà cái trận này ra được Soraka này mà thay được bằng con bạch á thì ngon hơn nhiều. Thiệt. Tại vì mọi người nghĩ đi, có bạch ở level 5 á thì tăng tỷ lệ roll tướng 5 vàng, 4 vàng, 7 vàng với là 8 vàng á lên một cái tầm cao mới luôn. 1% roll tướng 5 vàng là mọi người đang có tỷ lệ roll ở level 7 rồi. 4% roll tướng 5 vàng á là mọi người đang có tỷ lệ roll ở level 8 nha. Mà chỉ cần một cái chuông thôi thì tăng lên được tận 1%. Thì tầm ở ra 3.2 cá bạch mà tới tầm ra 4. mấy á thì mình sẽ chắc chắn luôn là có tỷ lệ roll ở level 8 nha. Mà lúc đó mình nghĩ là chỉ mới tầm level 6 thôi. Mà càng tăng lên level á là tỷ lệ roll nó càng cao nữa. Mà cũng được Soraka đây mà, nó sẽ giúp cho mình chắc chắn là sẽ không bị chết sốc. Hôm nay Nili găng ác các kiểu con đại điểu. Có hộ vệ vũ trụ luôn nè. Được tạo giáp dựa theo tổng số trang bị của tướng Thượng Long đang cầm. Mình sao mà thua được mọi người ơi. Tầm này là chỉ có đếp cấp nè. Xong rồi up level. Tầm level 8 nha. Rồi roll kiếm Hikarim, Pantheon và Saiya 2 sao thôi. Như mình đã nói nha, tại vì cái trận này mình đang được một cái loại vàng tên là Ngưng Tố Luân. Nên nếu như mà cho Saiya cầm đồ hoặc là Hikarim cầm đồ quá sớm á thì nó sẽ không có tận dụng triệt để được cái loại vàng này. Mà mình sẽ cho Pantheon cầm đồ nha. Tại vì Pantheon nó là một vị tướng 4 vàng carry, nó cũng đang rất là hot luôn. Và tổng số mana của nó đó chính là 60 mana. Mà cái loại Ngưng Tố Luân bọc vàng này á, nó hồi một phát là 40 mana rồi. Nên chỉ cần giết được tầm một đứa, đánh thường một phát tem bạn đánh thêm phát nữa là đủ mana xài tiếp skill rồi đó. Trời ơi rất thiệt vàng nữa nè mọi người ơi. Một cái giáp thiên nhiên liền. Ủa, cái trận này hên thế nhờ. Vừa ra lõi xây bài lộn được hai cái thiệt vàng. Wow, level 6 nhưng mà có 7 slot. Thường thì người ta sẽ lấy số lượng, người ta bù chất lượng đúng không? Nhưng mà cái trận này là mình vừa có chất lượng, mình vừa có số lượng luôn thì đánh đám gì tầm này nữa. Ok, để xem thử cái lõi thứ ba nó ra cho mình cái gì nha. Ông này dành Pantheon nè. Cái này mình lắp luôn cái kiếm bếp nha. Chỉ cần cho nó thêm một cái cung gỗ thôi. Mình lắp cuồng đao. Tại vì xây dây carry á, mình nghĩ cái trang bị bắt buộc phải có luôn đó chính là cuồng đao. Còn những cái trang bị sâu á, như là vô cực, kiếm tử thần, giao điện, huyết kiếm, diệt khổng lồ, bằng tay công lý các kiểu á, thì trang bị nào cũng được cả. Mà cái trang bị bắt buộc mình nghĩ là cần phải có luôn để mà triệt để cái sức mạnh của nó, đó chính là cuồng đao nha. Không có thì bắn rất là yếu luôn á. Rồi, loại thứ ba kim cương đây. Kim cương. Loại vàng ở đây mà. Rồi ba cái loại thật sự là cùi như nhau luôn. Cùi như nhau luôn ở đây mà. Cái phân bào của mình đó thì đúng là có rồng thần thật nhưng mà Savannah nha mọi người. Ở tầm này mà lấy cái lõi này là có khác gì chấp lõi đâu. Còn kia thì tăng khả năng hồi máu và tạo giáp. Còn kia thì sức mạnh đoàn kết. Tăng những cái trang bị mà có búp như là dê ke các kiểu á. Ba cái lõi cù như nhau luôn anh em à. Mà nó là tận dụng ngon nhất hiện tại nha. Mình sẽ lấy cái lõi túi cứu thương. Khi mà tăng khả năng hồi máu với lại là tạo lá chắn lên tới là 35%. Tại vì team mình á, nó đang có 3 nguồn hồi máu nha.
mình lấy luôn đi đây mà, tăng khả năng tạo giáp và hồi máu lên tới là 35% nha. Tại vì team mình nó đang có là cuồng long nè, khả năng hút máu nha. Rồi Banthorn đang cầm bàn tay công lý nè. Và con Soraka nó hồi máu đi nha mọi người. Nó tăng hồi máu ở tất cả mọi nguồn luôn, từ trang bị, từ skill, cũng như là từ những cái tộc hệ luôn á. Nên cuồng long, trang bị, bàn tay công lý và cái Soraka nó đều tính cả. Nên mình cái toàn là ba nguồn á. Còn lấy những cái lõi sức mạnh đoàn kết kia hay là rồng thần kia á, bây giờ thì lại là khá là phế. Nếu mà mình có Savannah thì bú ngon anh em ơi. Mà tầm này chưa có lấy về khác gì chấp lõi đâu. Cái lõi đó là cần có ít nhất một rồng thần ở trong cái phân bài của mọi người á. Thì tem bạn cứ dưới 18% máu là sẽ bị kết liễu mục tiêu thôi. Mạnh lắm. Cái lõi đó mà chơi kiểu như là Aosin, COU, Siphon hoặc là Mamam Kari á, thì nói thiệt với anh em luôn á, Một cái cơn ác mộng đối với tem bạn. Khi mà cứ dưới 18% máu là nó sẽ auto bị sốc đam chết luôn. Nó còn mạnh phải gọi là gần như gấp đôi so với cái đã bác hải tặc, cái lõi vàng nữa. Lõi vàng cái đó là được có 10% thôi. Còn bắp lắm. Đây, mình đang bỏ thêm tờ quýt vào nha. Kích hệ xà tiễn với lại là ban hội luôn. Mình xin nhắc một cái kiến thức mà phải gọi là rất là cơ bản rồi, đó chính là ban hội nó sẽ búp cho toàn bộ đội hình nha. Tại vì mình thấy có khá là nhiều anh em bình luận là chỉ búp trong ban hội thôi, thì cái này là sai nha mọi người. Nó sẽ tăng toàn bộ đội hình luôn, như là Seiya, Soraka các kiểu không phải là ban hội nhưng mà vẫn được tăng sức mạnh nha. Cái này có gì đây? Có Soraka, có thị vàng, cái Hecarim. Cái radio chợ này mà nó ra cho mình con Seiya thì đúng là ảo không? Kiểu như là Seiya tự lên ba luôn mà không cần phải roll cái kiểu gì đó. Hai con Seiya 2 sao đi vòng xoay bài nè. Rồi lộn hai Seiya kia, xong rồi Seiya kia nó tự ra, nó đúng ảo luôn. Cái này mất hết đồ rồi, mất cung gỗ luôn anh em à. Thôi nó tạm Soraka nha. Cái này thì mình có thể lắp được huyết kiếm Betty, hoặc là có thể nuôi được Soraka 2 luôn. Level nào? Level 7 nhưng mà 8 slot. Cái này một là Lilia, hai là Rakan, Rail. Đây có 3 kỵ sĩ nha mọi người. Mình đang có sẵn con Lilia nè, hoàn toàn có thể chơi được 4 kỵ sĩ luôn. Lắp huyết kiếm luôn nha. Mọi người đừng quên là mình đang được một cái lõi vàng tên là túi cứu thương, tăng khả năng hồi máu và hút máu các kiểu á, rồi lá trắng nữa. Thắng nổ lắm trời. Nhìn con Skatner ông này nhìn nản kèo vậy. Ông này đúng trâu luôn anh em ơi. Từ từ, này hơi căng rồi đấy. Ui, ông này trâu thế. Không được rồi, cái này thua rồi. Wow, ông này mạnh thật sự mọi người à. Ông có cái quả lõi mà tướng Thượng Long mang trang bị càng nhiều á, là tạo giáp càng nhiều đúng châu luôn. Thằng có quả Skatner 3 sao full đồ tăng như thế này nữa. Sợ thiệt. Cái phân bài Seiya ban hội hoặc là Seiya hấu hình đó là mình đều là có làm và đăng ở trên kênh mình rồi á. Mình nói thiệt đó luôn á, là Seiya nó chưa bao giờ out khỏi top meta cả. Từ cái mùa 7 rồi. Mùa 7 nè, sang mùa 7.5 luôn là chưa bao giờ Seiya out khỏi top meta luôn nha mọi người. Từ cái quả mà Seiya Coco dương quá đi với Tài Lon á. Còn mùa này là Seiya đi chung với Rakan, cặp đôi yên ương luôn. Cặp bay chung liền. Uầy, lần đầu tiên nha mọi người mà mình xây bài cái phơm bài nó mạnh như thế này rồi. Level 7, 8 slot mà tướng 4 vàng full 2 sao luôn, đồ cũng đẹp nữa mà vẫn thua cái ông kia. Đúng ảo thật sự. Ê từ từ, cái này cũng hơi thua rồi đấy. Cái này hình như cũng thua luôn ở đây mà. Cái gì ta? Ê từ từ nha, từ từ nha. Soraka với lại là Seiya hồi máu khá là ác luôn. Vẫn thắng. Rồi. Ông này còn đúng 2 máu, mình tiễn đi luôn cho nó gọn lẹ. Wow, điều ước rồng thần kim cương ở đây mà.
Mình nghĩ là mình sẽ kiếm đồ chuẩn cho con xây da đi. Cùng đao là ngon nhất. Vô cực ánh sáng à. Vô cực ánh sáng cũng được phết đấy mọi người à, lấy luôn nha. Vô cực ánh sáng thì mình nghĩ là ngon mà, không phải là cùi đâu, xài được đấy. Cuồng đao thì có thì xài cũng có là thôi. Đắp luôn bàn tay đi. Hút máu để gọi là hết nước chấm. Bàn tay công lý đi chung huyết kiếm nha. Hồi máu thì thôi chứ. Cái này thì lắp được nỏ xét. Rồi khăn. Hoặc là dây chuyền Estelary. Ông top 1 cháy nhờ. Cái ông đó đúng mạnh luôn á. Nhưng mà mọi người đừng lo, mình đang có một cái nền tảng rất là tốt luôn. Để roll kiếm xây da 3 sao. Nó thiệt luôn, lên đúng 4 vàng 3 sao mà có độ ánh sáng như này nữa mà còn thua thì đúng là nghiêm nhái. Không thua được đâu. Bắn nè. Dược long về. Trời ơi. Ok. Ui, xây ra tự ra thêm một con nữa nha. Cái này không ba thì em nói khi nào mới ba. Này lắp đồ trai nhỏ. Không biết lắp cho ai luôn á. Thường thì cái form bài này đó nó sẽ không có con Bantheon đâu. Nhưng mà tại vì trận này có Bantheon 2 sao sớm mà không bú thì người ta chửi. Gặp lại cái ông này mọi người à, JC xà tiễn ở trong đó là có một cái gì khổng lồ ánh sáng luôn à. Căng nhờ, thắng được ông ta. Scanner nè, bắn bay màu liền. Khác rồi đây mà. Khác rồi mọi người ơi. Giỡn. Win liền. Nhưng mà đây chỉ là gặp bạn ảo thôi. Và mình nói thiệt luôn á, bạn ảo nó sẽ khá là yếu luôn so với bạn chính. Tại vì nó sẽ có những cái lõi, những cái trang bị hoặc là những cái gọi là những cái liên kết với nhau á, nó không có được kích hoạt đâu. Nên nhiều khi nhìn vậy chứ không phải là vậy nha. Giờ thiếu Savannah nè, thiếu Savannah với lại là JC. Đã vừa kích được 6 cuồng long, vừa kích được thêm ban hồi và cả hóa hình cho Savannah nữa. Thiếu Savannah nha, thiếu JC nha, thiếu Bạch nha. Chỗ này là mình đang còn dư khá là nhiều slot luôn á. Level 8 nhưng mà tận 9 slot mà. Gom top 3 này, đây Zakari đi chung với phong bài là 6 kỵ sĩ. Wow. 6 kỵ sĩ với là 4 huyễn long. Lõi trang bị cũng khá là đẹp luôn. Level 8 mà còn hơn tận là 40 tiền với đây ra 2 sao. Mà gặp ai chứ gặp mình thì kỵ sĩ với chúng tôi. Mình thì được cái Resoraka sớm á anh em. Được cái là Resoraka sớm á. Nên bây giờ nếu mà thua thì mình cũng không có bị chết quá là sớm nữa. Ấn Huyễn Long. Cái xe dê kìa. Uầy. Cái này đúng kiểu là xe dê tự ba luôn. Vãi chưởng á. Ảo đúng ảo luôn anh em ơi. Suy bài tự động nha. Ra hang xe dê. Đi chợ nha. Lượm thêm hai con nữa. Và hồi nãy là level 7 tự ra một con Seiya nữa là 8 con, 9 con Seiya tự ra hết luôn á. Mình chưa từng phải gọi là dùng tiền để mình roll luôn á nha. Hoài ảo ma là gì đây thật sự ạ. Mình vừa mới dùng hết tiền để lên level 8 luôn á và chưa dùng bất cứ một đồng tiền nào để mình roll cả. Và Seiya tự ba luôn. Đúng là game gọi là người được chọn anh em ơi. Người được chọn. Người được chọn là chơi game gì nó cũng dễ cả. Ok bây giờ mình sẽ roll nốt kiếm Hikarim với lại là Bantheon 3 sao nha. Con nào lên được thì lên, không lên được thì thôi. Lại gặp cái ông này ảo nhau. Rao trước mới gặp giờ gặp tiếp. Rao trước còn xây dê 2 còn thắng đậm, xây dê 3 thì khóc tiếng máng luôn. Ô
Thắng được có một con à? Thắng được hai con, ảo nhau. Tướng carry bình thường nó đã mạnh rồi, mới là tướng carry mà còn đồ ánh sáng nữa. Đồ ánh sáng nữa nha. Và mỗi cái món đồ ánh sáng á, mọi người chắc cũng đã biết rồi á, nó sẽ có một cái nội tại ẩn ở phía dưới. Nó sẽ cộng thêm một cái dòng chỉ số phụ á mọi người à. Tất cả đồ ánh sáng đều có nha. Còn không á, nó sẽ cộng thẳng vào cái dòng chính luôn. Đấy. Mình đã từng đưa ra so sánh rất là nhiều rồi á. Đồ ánh sáng á, nó sẽ mạnh gấp 2 hoặc là gấp 2,5 lần so với đồ bình thường. Còn trang bị của anh á, nó sẽ mạnh gấp 1,5 lần nha. Hay còn được gọi là gấp 1,5 á, so với đồ bình thường ha. Và mình sẽ luôn luôn là đồ ánh sáng thôi. Mạnh một cách vô lý mà. Xô ô nó giật kìa. Sao giờ bài cộng vô cực ánh sáng nó giật kìa. Chấp luôn giúp gai. Chấp luôn giúp gai. Không có tuổi. Nãy thắng mình à. Giờ xin cái tuổi luôn. Ban thôi anh 6 con nè. Ô ô ô. Trận này là được ban thôi anh 3 nữa. Trời ơi. Tự ra tiếp mọi người. Run dễ thế nhờ. Có bạt nè. Có bạt này. Nên quốc vào ông ta. Bạt thì mình sẽ bỏ bớt con nào ra. Nunu. Lilia. Hay là khỏi chơi bạt ta. Tầm này chơi bạt mình nghĩ là hơi trễ đó. Tại vì mình thấy là ông kia còn 36 máu. Ông kia còn 4 máu thì chắc được tầm 2 đến 3 round nữa là đi rồi. Chắc là khỏi đi anh em ơi. Tăng được thêm có 1 đến 2% thì không có quan trọng cho lắm. Strike 2 sao nè. Nunu sắp 2 luôn rồi nha. Hecarim 6 con. Wow. Bỏ ra luôn mọi người ơi. Rồi kiếm nốt bàn thon với lại Hecarim nào. Cái này thì kiếm súng cho ai ta. Kiếm súng này cũng là hợp lý đó mọi người à. Mình đang có cái loại túi cứu thương á. Lại gặp cái ông này tiếp. Cũng là chỉ còn 3 đứa mà gặp đi gặp lại hoài. Ông này kỵ sĩ nhiều thật á. Sao phải là 6 kỵ sĩ á. Sáu kỵ sĩ với lại là Huyễn Long. Ông có ấn Huyễn Long và ông có ấn kỵ sĩ luôn. Ảo. Đây xoay bài vậy nó mới mạng nhãn chứ đúng không. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để săn được những cái loại xoay bài chất lượng hơn mỗi ngày để cho mọi người xem nha. Mình đang săn thêm những cái loại xoay bài mà tướng 8 vàng nè, tướng 7 vàng nè, hoặc là tướng 5 vàng nha. Xem cho đảng mắt mọi người ơi. Mình tiếc quá vì cái mùa này Riot không ra thêm bất kỳ con tướng 5 vàng nào mới cả. Chỉ có món Yasu, bà Storaka với lại là con Zoe thôi. Còn xóa bớt đi con bài đi chứ mọi người. Nên bây giờ thì thật sự là mình cũng đang khá là làm biến sang tướng 5 vàng tại cái lỗi xe bài tự động này. Nếu như mà ra được tướng 5 vàng nào mới thì mình cũng còn chút động lực mình đi săn. Chứ còn toàn những con tướng cũ không mà. Săn nó cũng hơi chán đúng không. Ông này là lấy hai con Hecarim mà. Cho ông đi luôn nha. Rau sau rồi cho nó dễ. Ông kia gặp bà ngại của mình chắc là chưa đi đâu. 24 máu mà. Ok. Mình tưởng là Riot mùa này cho thêm tướng 5 vàng là mới chứ. Toàn cho thêm tướng này thôi. 8 vàng, 7 vàng với lại là 6 vàng thôi. Tướng 5 vàng không có con nào mới. Buồn ghê. Mà đang phân vân là không biết có nên chấp và ra ông ta. Như là mình vừa mới bỏ qua hết cả rim đúng không mọi người. Nói ngáo thì mình thôi nè. Một con nữa mọi người. Cho mình server này hơi lag nha. Ây da không ra rồi. Mà rồi nó cũng không ra luôn mà. Rồi không ra luôn mọi người ơi, chịu. Xin lỗi mọi người rất là nhiều nha. Tại vì mình đang chơi bên server NA thì cái lượng binh nó là hơn 200 mấy chục lần. Delay là gần 2 giây. Nên rồi nó sẽ không được nhanh bằng mình chơi server Việt Nam. Anh em thông cảm nha. Ơ mình thua. Thua là ngon anh em.
Trời ơi, sao mà thua được ta? Mình luôn. Đi luôn rồi. Mãng rồi, nhãn liền. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.